Xin chào các bác nhé. Hôm nay bên em vừa cập bến được một cặp loa rất là hay, rất là xịn sò của JBL các bác nhé. JBL. Đấy. Cặp này mã hiệu là MRX512M. Đấy, cặp này thì ở bên Việt Nam cũng chưa có nhiều hàng bãi để bán đâu các bác nhé. Đấy, hàng về là còn rất đẹp các bác này. Đấy. Đối với cặp loa này thì các bác có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau nhé. Nó vừa có thể làm loa full hát trong gia đình phòng hát được, và vừa có thể làm loa monitor. Đấy, vừa có thể làm loa monitor để dùng cho sân khấu sự kiện các bác nhé. Đấy, JBL nó thiết kế rất là thông minh. Thì sẽ quay kỹ nội thất cho các bác xem nhé. Bây giờ em quay cho các bác xem bên ngoài trước đó. Đấy, con này là khi mà là dùng loa monitor thì nó sẽ sử dụng cái jack loa ở dưới này. Đấy, nó sẽ dùng sử dụng cái lắc loa ở trên này các bác nhé. Đấy, nằm xuống thì nó sẽ sử dụng cái lắc loa này. Khi mà các bác sử dụng ở trong nhà ấy, mà các bác cắm cọc ấy, cắm cọc ấy thì nó sẽ sử dụng cái jack ở bên dưới này. Đấy, nó làm rất là thông minh. Và cái nước sơn của nó thì đây là nước sơn độc quyền của JBL các bác nhé. Nước sơn độc quyền của hãng JBL. Nước sơn mà nó dài lên như kiểu cứng như kiểu một lớp nhựa đường ấy các bác. Nên độ bền rất là cao luôn. Chống nước tuyệt đối. Đây các bác nhìn này, có giống như kiểu là hàng vừa ở trong siêu thị ra không? Đấy, trọng lượng của quả này chưa đến 15 cân các bác nhé. Trọng lượng của quả loa chưa đến 15 cân. Các bác xách đi làm rất là tiện. Đây, trọng lượng nó có ghi đây. À đây cũng 15 cân thì 14,9 kg. Đấy, công suất bình thường là 400W. Đấy, còn công suất tối đa 1600W. Quá dã man luôn. Đây là hàng bắt neo tép neo các bác nhé. Đấy, giá của cái cặp loa này ở trên thị trường thì là 26 triệu đồng. Còn giá bên em thì chắc chắn là dưới 26 triệu đồng, nhưng mà trên 20 triệu đồng các bác nhé. Còn giá chi tiết bao nhiêu thì các bác gọi cho. Đấy, chắc chắn là trên 20 triệu đồng và dưới 26 triệu. Đấy, quá đẹp rồi các bác này. JBL MRX500. Đấy, sử dụng công nghệ của Mỹ và sản xuất tại Mexico. Đây, và em đã tháo sẵn một quả đây. Giờ em quay nội thất của nó cho bác xem. Đây, nước sơn này độc quyền của JBL luôn các bác nhé. Đấy, nó cũng là sơn sần, nhưng mà nó cứng như kiểu nhựa đường luôn. Không một hãng nào khác làm được. Đây, cái bát này các bác này. Quá đẹp luôn. Đấy, bao đẹp, bao zin nguyên bản 100% các bác nhé. Nó sử dụng cái bát 262H-1 sản xuất tại Mexico. Đây phần tần các bác này. Đấy, phần tần là những cái cuộn bọc đen đen đặc trưng của dòng JBL rồi. Đấy, nó giấu hết thông số đi. Và củ tép của nó sử dụng là 2408H, cũng sản xuất tại Mexico các bác nhé. Đấy, bọn JBL này, đến cả những cái phễu loa này, những cái phễu loa này cũng phải số seri các kiểu. Đấy, bác nào mà mua em này thì liên hệ trực tiếp với em nhé, em sẽ báo giá. Còn em có một đôi thôi thì em không muốn báo giá trực tiếp ở đây, ảnh hưởng đến các anh em khác mà chuyên làm những cái dòng này. Đấy, đôi này em thấy nó quá đẹp nên là em lấy về phục vụ các bác như là mới mua ở trong siêu thị ra luôn. Đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.